Nội dung thứ hai của vòng thi Crazy Challenge sẽ là có tên là hát cùng bông. 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 Hát cùng à hát cùng bông. Bây giờ để hiểu thêm anh nói sâu vô đi anh chứ. Không, em nói đi. Đây, trò chơi này là từng đội sẽ cử ra một thành viên có thể ăn nhiều để thi đấu. Lần lượt hai đội sẽ cho kiểu marshmallow vào miệng theo thứ tự là 1, 2, 3. Đội chiến thắng là đội có thành viên nhét được nhiều kẹo vào miệng nhất. Đội thua là đội phải hát một bài hoàn chỉnh của B336 mà trong miệng vẫn còn ngậm kẹo. Nếu thành viên đó không hát được thì phải ngậm kẹo và hát bè cho thành viên tiếp theo. Mọi người hiểu chưa? Hiểu rồi. Ok, go. 1. Từ đã khoan. 1 rồi bạn ơi. Không được nhai, không được nuốt nha. Dạ. 2. Tự nhiên. Bình tĩnh. 3. Ui thơm nhỉ. Cái này nhét từ từ thôi. Nhét từ từ chắc rồi. Vào. Ngon quá. Cái bé rồi. 4. Ấn nó xuống đi. Lên em, có lên em. Mới có một miệng bên đây thôi. Mọi người yên tâm. 5. 6. 7. Đây là 7. Tâm. 7. 7. Tâm con thằng này nó mới 7 nè. Rồi, 8. Rồi đâu? Chuyển thêm ăn rồi mà. Cùng lúc mà. 9. Rồi, coi như là bóc rồi rồi. 10. 10. Nhưng mà chết miệng này. Ôi, bên này mình chưa hết. 11. Nó chuyển miệng rồi, nó chuyển miệng rồi, nó chuyển miệng rồi. Nếu như mà đội nào cảm thấy không đủ, không có thể ăn vô được thì giơ tay lên nha. 12. Nên cần nói được. 12, từ. 13. 14. Bình tĩnh em không ăn được đấy, bình tĩnh em. Đừng nôn nè. Cụm ơi, từ từ. Để tăng lên mấy phần khó thì mọi người hãy đi kiếm bốt chồng em. Mười lăm. 16. Ôi, bên này mọc hai cái răng nanh rồi. Cũng sắp thòi ra rồi. 17. Giơ tay đi em, giơ tay đi. Chú ơi, giơ tay á. Không cần cố đâu. Kiểu này nhắc dễ bị nào. 18. Không ơi. Không nhắc dễ, mình tính từ từ. Em được không? Tất nhiên là đội thua chắc chắn là sẽ phải bị phạt. Và bây giờ đội thua sẽ phải hát một bài dành tặng cho đội thắng. Thì em cứ hát đi. Để em phiên dịch. Đâu, nói đi. Anh. Em. Hát bè. Đúng không? Đúng rồi. Nó cứ cười, nó không nói. Em xin hát bè. Đâu, em này. Đúng rồi, đấy. Từ đấy rồi. Bà hát chính chưa ăn ai, bà đòi bà hát bè. Ok, và nhóm tụi em sẽ hát bài vì tôi còn 6. Yeah, quen ta. Dạ, ok. Em hát cho đúng không? Ok. Kira sẽ xung phong hát. Nhóm này sẽ nghe nha. Ok, 3, 2, 1, go. Ui dồi. Em hát cái đoạn nào nữa nè. Anh không nhớ là có cái đoạn này. Đã rất là đoạn định. Hai cái đoạn mà vì tôi còn sống á. Vì tôi còn sống nha. Cái gì ạ? Đúng rồi mà. Nghệ sĩ là tôi phải tôn trọng khán giả, hát không được cười. Ok. Hiểu rồi, có nghĩa là chân lý sống của Kira là cứ phải bây giờ khi đã hát như vậy thì bên đội này có đồng ý không? Chấp nhận thôi. Tốt quá. Rồi đó. Được quyền nhả số kẹo đó ra. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng sàn đấu tài năng. Yeah. Vòng thứ nhất có tên là hãy diễn theo cách của bạn. Hai đội sẽ được MC cho xem một clip phim sitcom ngẫu nhiên. Mỗi đội sẽ có 3 phút để tập thoại và diễn lại tình huống đó. Đó, lần này tôi cho các bạn nhiều thời gian hơn, bình thường cho 1 phút thôi. Hai đội sẽ tự nhận xét và chấm điểm cho nhau. Lý. Gì? Sô-cô-la này ngon lắm, ăn đi. Tôi không thích ăn sô-cô-la. Hay là đi uống trà sữa không? Tôi ghét uống trà sữa luôn á. Sao cái gì Lý cũng thợ với Kim hết vậy?
Ê, học bài bà tặng tôi đúng không? Đúng rồi. Vậy là Lý nhận lời của Kim rồi hả? Mừng quá. Đây đây. Ê. Làm gì? Hello. Sao hôm nay bạn đẹp quá vậy? À, mình có món quà tặng bạn nè. Ơ, quà này là tôi mới vừa tặng ông luôn á. Sao ông tặng lại cho Việt Thi? Thì tại vì bà tặng tôi rồi. Thì bây giờ nó là của tôi cũng làm gì tôi làm chứ. Tặng bạn nè. Thôi, tôi không muốn chen ngang giữa cuộc tình của hai người đâu. Tự giải quyết giùm đi nha. Nha. Hay là đi uống trà sữa không? Ê, hồi nãy mới vừa nói tôi là ông ghét trà sữa nhất trên đời á. Thì tôi nói tôi từ chối bà. Thôi chết. Hẹn Thi tối mai 7 giờ tối uống trà sữa nha. Trả bà nè. Nhớ nha. Ê, tôi ý là tôi chưa nói vậy, tôi chưa đồng ý không á. Trời. Bây giờ tôi mới hiểu được câu hồng nhan bạc phận. Đi nha. Trời ơi, bên kia lợi thế quá à, có cái kia luôn. Em nói xong câu đấy em có bị lạnh người không em? Em mới hiểu được câu hồng nhan bạc phận lạnh hết cả nhà gà. Có lạnh người tại vì nó có đúng sự thật đâu. Ê, cho đội kia bây giờ Thi không đóng Thi mà Thi đóng người khác đi. Trời vui. Đúng rồi, bây giờ rõ ràng là Việt Thi đã đóng ở trong clip đó rồi. Nên là Việt Thi sẽ phải đóng vai khác ở trong clip đấy. Ok, em sẽ làm vai... ok, thảo luận anh. Ok, 3 phút thảo luận, bắt đầu. Em là Việt Thi chứ còn gì nữa. Hay là... thôi em làm trai. Lý. Trời. Lý à, tôi có sô-cô-la tặng ông nè. Tôi không thích ăn sô-cô-la. Không thích ăn sô-cô-la. Vậy thì uống trà sữa nhá. Tôi không thích uống trà sữa. Ủa sao vậy? Sao ông hỏi nhiều quá vậy? Sô-cô-la bà tặng tôi đúng không? Ừ. Trời ơi. Cảm ơn nha. Lý nhận lời. Ê, Việt Thi. Bà đi đâu vậy? Sao hôm nay bà đẹp vậy? Tôi đẹp đó giờ. Tôi có sô-cô-la tặng bà nè. Ê, cái sô-cô-la này tôi tặng cho ông luôn á. Thì tại bà tặng cho tôi rồi thì tôi có quyền làm gì với nó là kệ tôi chứ. Nhận sô-cô-la nha. Tôi không muốn chia ngang vô cuộc tình của mấy người đâu. Tự giải quyết đi. Vậy có muốn đi uống trà sữa không? Ông kêu với tôi á là ông thích uống trà sữa nhất trên đời luôn á. Tôi nói vậy để tôi từ chối bà á. Hẹn Việt Thi ngày mai 7 giờ tại quán trà sữa kế bên nhà nha. Nhớ nha. Trả sô cô la cho bà nè. Nhớ nha. Tính ra là tôi chưa có nói gì luôn á. Cái này là người ta nói là cái gì đó. Hình như là hồng nhan bạc phận. Sao? Lý cứ thích đi uống trà sữa học. Tôi chúa ghét trà sữa luôn á. Mà cầm cái bịch gì đây? Này là sô-cô-la tôi tặng chú. Mẹ tôi không thích ăn sô-cô-la. Ê, cái sô-cô-la này bà tặng tôi đúng không? Cảm ơn nha. Thi. Bà đi đâu vậy? Trời ơi, hôm nay bà đẹp quá à. Ăn sô-cô-la không? Thôi, tôi không muốn chia ngang cuộc tình rối rắm của mấy người đâu. Đúng rồi đó, cái này là lúc nãy tôi tặng nữa mà. Thì bây giờ bà tặng tôi rồi. Thì bây giờ nó là gì? Tôi thích làm gì thì kệ tôi chứ. Nó là của tôi rồi mà. Nè, sô-cô-la. Hay là ngày mai uống trà sữa đi. Ủa, hồi nãy Lý bảo với Kim là Lý không thích uống trà sữa này. Tôi nói vậy để từ chối bà thôi. Vậy nha, 7 giờ tối mai, trà sữa. Bye bye. Trả lại quà. 7 giờ nha. Tính ra là tôi chưa có nói đồng ý luôn á. Giờ tôi mới hiểu cái câu. Vừa giờ tôi mới vừa hiểu vừa thấy rồi. Hồng nhan bạc phận là gì đó. Quá. Trước tiên sẽ là đánh giá về độ trí tuệ. Mời các bạn, 3, 2, 1.
Đọc kết đi thư ký. Vậy là đội Trí Tuệ có 4 phiếu không đồng ý và 2 phiếu đồng ý. Bây giờ sẽ là đến phần bình chọn cho đội Nao Cá Vàng. 3, 2, 1. Wow. Đội Nao Cá Vàng có 5 phiếu đồng ý và 1 phiếu không đồng ý. Tổng kết của ngày của vòng thi đầu tiên. Hiện tại đội Nao Cá Vàng đang dẫn trước. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng thi cuối cùng ngày hôm nay. Vòng thi có tên là Cực Đỉnh V-pop. Hai đội sẽ cử một thành viên đại diện cho đội mình lên bốc thăm ngẫu nhiên một bài hát. Hai đội sẽ cử ra một thành viên hát tốt nhất, thuộc nhất bài hát vừa bốc thăm ra thi đấu. Tất nhiên là anh biết là trong số các em thì ai cũng là người hát tốt, nhưng vấn đề là bài hát này cần sự là phải thuộc bài thôi, đúng không? Còn ai, các em ai cũng hát tốt cả. Và đội chiến thắng sẽ là đội có được nhiều phiếu bình chọn hơn. Cả hai đội và DJ, thư ký đều bình chọn cũng như lượt chơi vừa rồi. Rồi, giờ mời người đại diện của hai đội sẽ bốc thăm từ thư ký xinh đẹp của tôi.